Vị thần của đàn khỉ. Ngày xưa có hai người hàng xóm làm nghề thợ săn, cùng sống trong một ngôi làng nhỏ. Họ là Harry và Cole. Harry là một người tốt bụng, chăm chỉ, chăn sống cùng với vợ. Đó là nàng Trophine hiền dịu, hết mực yêu thương chồng. Hàng ngày chàng đều lên rừng đốn củi và săn bắn. Harry có một sự kiên nhẫn đáng nể. Chàng có thể ngồi im rình con mồi suốt cả buổi, khiến cho chúng mất cảnh giác. Trong khi đó, người hàng xóm Cole lại là một kẻ tham lam và bủn xỉn. Vợ của hắn là Jana cũng xấu tính y hệt. Mỗi khi đi săn chung, cô lại lén lút trộm một ít thành quả của Harry rồi tự nhận đó là của mình. Harry biết việc ấy, nhưng vì muốn giữ thể diện cho Cole, chàng đã nhiều lần bỏ qua cho gã. Đáng ra anh ta không nên làm như vậy. Anh chỉ có thể cho tôi vay một ít bột mì để làm bánh được không? Khi Harry trở về tôi sẽ trả lại ngay mà. Chúng tôi nghèo lắm, đâu có thừa mà cho cô vay được. Chúng tôi nghèo lắm, đâu có thừa mà cho cô vay được. Trophine buồn bã trở về tay không. Vợ chồng Cole keo kiệt và bủn xỉn như thế đấy. Một ngày như mọi ngày khác, Harry lại chuẩn bị lên đường vào rừng. Đây là túi bánh ta vừa mới làm xong, chàng hãy mang đi để ăn đi đường nha. Nhớ cẩn thận đó. Cảm ơn nàng, nàng chu đáo quá. Những chiếc bánh mới thật hấp dẫn làm sao. Làm việc chăm chỉ suốt cả buổi sáng, Harry nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Một ngày làm việc hiệu quả, gốc cây này thật lý tưởng để ta nghỉ ngơi một chút. Trong lúc ngủ say, túi bánh trong người Harry rơi ra ngoài. Những chiếc bánh thơm ngon nằm lăn lóc xung quanh chàng. Mùi thơm của những chiếc bánh đã hấp dẫn một đàn khỉ đói bụng kéo tới mà Harry không hề hay biết. Các ngươi nhìn kìa, những chiếc bánh nướng thật tuyệt. Những chiếc bánh rơi xung quanh người kia, chắc chúng là của ông ta rồi. Lỡ ông ta đánh đuổi chúng ta đi thì sao? Hương vị của chúng hấp dẫn quá à. Đúng lúc chúng ta đang đói cồn cào nữa chứ. Nhưng rồi đàn khỉ đói bụng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của những chiếc bánh nướng. Một vài con khỉ can đảm nhất rón rén tới gần nhặt bánh lên ăn, nhưng Harry vẫn ngủ say sưa. Đàn khỉ cảm thấy yên tâm hơn, chúng thi nhau tới gần Harry nhặt bánh lên ăn. Thấy Harry vẫn không động đậy, chúng không đề phòng gì nữa, xúm lại xung quanh vui vẻ ăn bánh và cười đùa với nhau. Tiếng nô đùa của lũ khỉ đã làm Harry tức giận. Nhìn đàn khỉ đói ngấu nghiến những chiếc bánh, Harry cảm thấy thương tình, chàng kiên nhẫn giữ yên lặng. Chuyện gì thế này? Ôi trời, một đàn khỉ, chúng đã lấy hết túi bánh của ta rồi. Đến khi đàn khỉ đã chia nhau ăn hết sạch túi bánh, chúng mới ngạc nhiên nhìn về phía Harry. Tội nghiệp, chắc là chúng đói lắm rồi. Ta cứ cho chúng túi bánh này vậy, nhịn đói một ngày cũng đâu có sao đâu. Này, tại sao chúng ta đã ăn hết bánh lại cười nói ầm ĩ như vậy mà ông ta vẫn yên lặng, không hề đánh đuổi chúng ta đi gì hết? Ừ nhỉ, vì sao lại thế? Ta biết rồi, không phải người đâu. Đây là một bức tượng thần của loài khỉ chúng ta. Thấy chúng ta đói khổ, ngài đã ban cho chúng ta túi bánh lớn. Ôi, chúng con xin cảm ơn ngài. Vị thần đại của loài khỉ. Lũ khỉ thì nhau sụp lạy và vái chào Harry như một vị thần thật sự. Chàng thấy thú vị quá, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi im lặng. Đàn khỉ này lại coi ta như một vị thần của chúng cơ đấy. Tại sao thần tượng của chúng ta lại ở đây nhỉ? Có lẽ ngài đã đoán trước và chờ sẵn ở đây để giúp chúng ta đấy. Thật là bất kính khi để ngài phải ngồi ở giữa rừng núi hoang vắng như vậy đó. Đúng vậy, chúng ta hãy cùng nhau khiêng ngài về thờ phụng trên núi thiên của loài khỉ đi. Đàn khỉ đồng ý ngay với lời đề nghị của khỉ đầu đàn. Thế là chúng súng lại, cùng nhau khiêng Harry lên cao và bước đi. Chúng ta có thể nghèo đói, nhưng vị thần vừa mới ban phúc lành cho chúng ta. Hãy đưa ngài tới những ngọn núi. Harry đã buồn cười lắm rồi, nhưng chàng vẫn cố gắng nín nhịn và nằm yên trên đầu đám khỉ. Chàng muốn xem chúng sẽ đưa mình tới đâu. Nhưng chúng ta sẽ đưa thần tới ngọn núi thiên nào đây hả? Vị thần này rất hào hiệp đã tặng chúng ta cả một túi bánh lớn. Chúng ta hãy đặt ngài ở núi vàng đi.
Núi vàng sao? Đó là một nơi nào nhỉ? Sau một quãng đường, đàn khỉ đã mang Harry tới một ngọn núi. Xung quanh là những thỏi vàng chất thành đống, tỏa sáng chói mắt, khiến cho Harry vô cùng sửng sốt. Đàn khỉ đặt chàng ngồi ở một nơi trang nghiêm nhất trên đỉnh núi. Tất cả đều cùng nhau cúi chào tượng thần của chúng. Lần lượt từng con khỉ cầm những thỏi vàng cung kính đặt xung quanh Harry. Đó là nghi lễ thiêng liêng nhất của đám khỉ. Sau khi cử hành xong nghi lễ, đàn khỉ cùng nhau bỏ đi. Đợi cho chúng đi khuất, Harry mới vui sướng ngắm nhìn đống vàng xung quanh mình. Chưa bao giờ ta được nhìn thấy nhiều vàng đến thế. Có lẽ vàng trên khắp thế gian đều đã ở đây hết rồi. Harry vui vẻ nhặt đủ những thỏi vàng cho đầy túi, rồi chàng tìm đường ra khỏi núi vàng, quay trở về nhà. Khi nghe Harry kể lại, nhìn thấy đống vàng chàng mang về, Trophin vẫn không thể tin vào mắt mình. Thật kỳ diệu, đó là một vận may khó tin. Harry, chúng ta cũng nên sắm sửa nhà cửa và đồ đạc mới đi, có đúng không nào? Và tổ chức một bữa tiệc mừng chứ. Chúng ta sẽ mời cả vợ chồng của Con và Sana nữa. Khi Con và Sana tới, họ rất kinh ngạc khi thấy hai vợ chồng người hàng xóm bất chợt trở nên giàu có. Trời ơi, các người lấy đâu ra những bộ quần áo đẹp và trang sức lộng lẫy như thế này? Và cả bữa tiệc sang trọng này nữa chứ. Vợ chồng Henry vui vẻ kể lại câu chuyện. Con và Sana rất sửng sốt. Họ vô cùng ghen tị với người láng giềng. Sau khi trở về nhà, họ hí hửng bàn nhau làm theo. Mình hãy làm cho tôi một túi bánh giống như thế. Ngày mai tôi sẽ vào rừng lấy vàng từ chỗ đàn khỉ kia. Ông hãy cầm lấy số túi này. Nhất định phải lấy được thật nhiều vàng và giàu có hơn cả vợ chồng họ tôi mới chịu, nghe chưa? Zanda nhanh nhẹn xuống bếp làm bánh. Nhưng thay vì làm một túi đầy bánh, người vợ keo kiệt lại tiếc rẻ. Làm một túi đầy bánh cho lũ khỉ thì phí quá. Ta chỉ làm một bọc nhỏ thôi. Sáng hôm sau, Zanda đưa cho Con một bọc bánh nhỏ và thúc giục chồng lên đường. Theo lời kể của Harry, Con tìm đúng gốc cây ngày hôm qua. Chờ đợi được một lúc, hắn cảm thấy mệt và đói. Đói quá đi mất. Cho đám đàn khỉ cả bọc bánh này mà ta chẳng được ăn miếng nào. Thật là vô lý. Chỉ bằng ta cứ ăn cho no bụng trước đã, rồi sẽ để lại cho chúng vài cái cũng được. Thế là Con lấy bánh trong túi ra ăn thỏa thích cho đến lúc no căng bụng. Đến khi chỉ còn lại 3 cái bánh cuối cùng, Con mới tiếc rẻ để lại cho đàn khỉ. Hắn giả vờ nằm ngủ say ở gốc cây để những chiếc bánh rơi ra xung quanh mình. Mùi thơm của những chiếc bánh cũng hấp dẫn đàn khỉ tới. Nhìn kìa, lại là những chiếc bánh nướng thơm ngon. Nhưng hôm nay chỉ có đúng 3 chiếc bánh thôi. Và cả một ông thần khác nữa. Đàn khỉ đem bánh chia nhau, nhưng vì quá ít bánh khiến cho chúng đã đói lại càng đói hơn. Mau ăn đi, những con khỉ ngu ngốc. Ăn xong thì hãy đưa ta. Dù sao đây cũng là một bức tượng thần. Chúng ta hãy mau đưa ngài tới núi thiên của loài khỉ. Phải rồi. Nghe lời khỉ đầu đàn, những con khỉ xúm vào khiên Con lên cao và bước đi. Chúng ta có thể nghèo đói, nhưng vị thần vừa ban phước lành cho chúng ta. Phải đưa ngài tới những ngọn núi thiên. Nhưng chúng ta sẽ đưa thần tới núi thiên nào? Vị thần hôm qua đã đặt ở núi vàng rồi. Hơn nữa, vị thần này có vẻ không được hào phóng như vị thần kia. Chỉ cho chúng ta có 3 chiếc bánh. Thôi thì hãy đem đặt ở núi bạc đi. Vừa nghe đàn khỉ muốn đặt mình ở núi bạc, Con vô cùng sốt ruột. Hắn không còn giữ được kiên nhẫn nữa. Cái gì? Núi bạc ư? Không được, hãy đặt ta ở núi vàng. Núi vàng chứ. Thấy vị thần đột nhiên cử động và hét lên, đàn khỉ vô cùng hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn, mỗi con một hướng. Con bị hất ngã văng xuống sông. Có ai không? Cứu tôi với. Ở nhà, Zanda chờ mãi không thấy Con về. Cô ta đành phải chạy sang cầu cứu vợ chồng Harry và Trophin. Họ cùng nhau vào rừng tìm kiếm khắp nơi và may mắn cứu được Con khi anh ta đang sắp chìm nghỉm. Cứu tôi với! Con, tôi đến cứu anh đây. Được Harry cứu thoát chết, vợ chồng Con cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận. Cảm ơn Harry, Josephine, tôi quá tham lam và bủn xỉn.
Vậy mà hai người vẫn nhiệt tình cứu giúp tôi như vậy. Chúng tôi xin lỗi, từ giờ chúng tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa. Đừng bận tâm, dù sao chúng ta cũng vẫn là hàng xóm, là bạn của nhau cơ mà. Từ đó Gon và Sanda đã từ bỏ được thói tham lam, keo kiệt. Họ chăm chỉ làm ăn, sống hòa thuận với tất cả mọi người. Còn Henry và Trophin, họ xây được một ngôi nhà khang trang, trở nên khấm khá hơn và sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.